ngày 5 tháng 9, tại Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh, Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 150.000 tập vở cho học sinh vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự. Dịp này, Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh và Hội Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao bảng tượng trưng tặng 150.000 tập vở cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Lâm Đồng với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình 1 triệu quyển vở cho học sinh các dân tộc Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước, có tổng kinh phí 6 tỷ đồng, được quyên góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, doanh nhân cựu chiến binh cùng cán bộ hội viên cựu chiến binh các địa phương liên quan đóng góp. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm S cảm ơn Hiệp hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Với các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng là địa phương có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao. Những món quà này đến với các em trong dịp năm học mới rất có ý nghĩa, qua đó tạo động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu trong học tập, đạt thành tích cao. Đồng thời, đây là chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho học sinh trong sự nghiệp giáo dục trong người.